Xin chào các bạn nha, rất là gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì trở lại cái đoạn sông Huyền Thoại để mà quay một số anh em ghe tàu xà lan qua đây cho mọi người cùng xem ha. Hiện tại thì có một chiếc xà lan khẩm các bạn, xà lan nổi các bạn, đang lên nước ngược nha. Theo như mình quan sát thì đằng sau mình có một chiếc khẩm đang xuống các bạn. Anh này thì cũng đang lừng chừng nè, không biết là lên hay là nhường đây các bạn. Hình như là anh chưa có phát hiện là một chiếc xà lan khẩm đang xuống đâu các bạn. Bây giờ anh đang từ từ qua phía bên tay phải các bạn để nhường nha. Anh xà lan khẩm anh đang xuống nước sùi nha các bạn. Dưới rồi các bạn ơi. Đây thì anh xà lan nổi anh đang chỉnh cái mũi lại nè. Canh nhau để qua nhau nha. Nổi buồn rồi nha, gắt. Qua cảm giác khá là hồi hộp khi mà qua cái đoạn sông này nha các bạn. Khá là căng nha các bạn. Chú kia rồi ta không kéo cái lái vỏ vô ta. Anh này anh đang xuống nè. Qua như thế này thì khá là hồi hộp nha các bạn. Anh phải xếp cái lái vô liền các bạn. Lái bê quá trời bê. Quá hay luôn anh ơi. Cái lái đang xích vô trong rồi kìa, anh đang đạp lại để mà giữ yên lại nha các bạn. Quá hay luôn. Đây thì có mấy cây dừa cho mấy anh em dựa vô nhẹ nhẹ như thế này nha các bạn, nó dễ chịu hơn nha. Xử lý đầy kinh nghiệm nha các bạn. Thì anh hai cabin đang từ từ xuống dưới rồi. Xuống dưới thì đường thẳng. Rồi, sao anh nạp dữ vậy? Chiếc vỏ đang lên nữa nè. Tiếp theo các bạn ơi, mình xem anh xà lan đi biển xuống nha. Khá là bự rồi các bạn. Anh này xuống nước xuôi nha các bạn. Anh này anh chở đá học, đá tấn bờ kè. Khá là bự nha. Dưới kia có một chiếc đèn lên. Bự lắm nha. Nguyên gian nha các bạn. Khi mà xuống thì nước xuôi thì cái lái nó bê dữ lắm nha. Bích luôn à. Anh xà lan nổi thì anh đang đi lên nha các bạn. Bây giờ thì anh khẩm này sẽ lách qua phía bên phải để mà né anh xà lan nổi nha. Căng ghê chưa. Ở dưới này thì ngã tư cho nên là nước nó khi mà nước đổ thì nó cũng rút vô mấy cái con kinh nữa mà. Nước lớn nó, còn nếu mà nước dòng thì nó sẽ đẩy nha. Nó cũng khó chịu lắm. Chờ cho chiếc xà lan khẩm chạy qua nha các bạn. Trên kia nhìn cũng xà lan đi biển nha. Cho nên là né ở phút dưới các bạn. Phút dưới nó rộng hơn nha. Rộng hơn phút trên này rất là nhiều. Còn mấy chị xà lò thì vẫn cứ bình thường nha. Rất là cao luôn.
mấy cái xuồng chèo qua đây đang bơi qua bơi lại rồi. Trong đây do mình đứng cũng xa, các bạn nhìn nó cũng gần cặn, mà ở gần đó thì mình nghĩ chắc cũng cách mấy chục mét. Hai chiếc này cũng cỡ nhau các bạn, khoảng 700-800 tấn gì đó. Kia mũi quá cao rồi, cao hơn cái mái nhà bên này nữa. Đang canh nha các bạn, qua cũng khá chậm nha. Anh Khẩm đang nạp ga, anh Nổi thì cũng đang quay cái mũi lên luôn. Kích gịch luôn đây các bạn. Quá bự rồi, mũi của chiếc Nổi rồi. Quá trời cao rồi. Anh xà lan Nổi này đi anh này khá cao các bạn. Có người canh tiếp các bạn ơi. Ở dưới có một chiếc nữa nha. Tầng sau này thì có một chiếc xà lan cũng đang vô nữa nha các bạn. Cao to khổng lồ ghê chứ. Cặp ở dưới. Bây giờ anh nhỏ nhỏ đằng sau thì phải đợi qua cái đoạn này thì có thể vượt các bạn. Hiện tại thì không thể vượt nha. Giờ con nạp rồi. Anh gió anh tăng tốc lên rồi. Ở chiến dịch thì đẩy lên nha các bạn. Đang nạp ra này, anh đang lái như một chiếc xe mui trần vậy đó các bạn, không có cabin gì trơn nha. Quá dữ rồi. Nhưng mà được cái thì mấy anh này cái động cơ nó cũng khá là đỉnh đó các bạn. Đó, nạp qua luôn. Mấy chiếc ghe mà đi lặn chiến dịch. Còn lách ghê chưa. Đặt cho mấy cái máy dầu á, rất là mạnh luôn. Ôi ôi. Hạp ra lớn, qua luôn, mọi người muốn vô luôn. Hai chiếc xà lan bây giờ mình còn lên nha. Xuống này. Đấy, đang lách cái bên kia. Cái đèn của anh nhỏ nhỏ xíu kìa. Trời ơi. Trời ơi, sát bên luôn. Cối gì? Rơi vậy chứ. Anh đang vỏ lãi tắt máy luôn kìa. Giảm tốc độ rồi. Sao cái mũi anh bê bảnh dữ vậy ta? Mũi như chiếc tàu biển vậy đó, chà bá luôn. Cao rồi. Cao kìa. Mũi nước nè, 3m3. Anh đang chạy khá là chậm rồi. Anh vỏ lãi đâu rồi không biết, không thấy. Kìa chạy tuốt bên kia rồi. Vỏ lãi qua được. Hết hồn hết trơn. Cao.
lên nha. Ồ sao có chiếc ghe nữa kìa. Đang đi sau lưng anh bự bự này các bạn. Chưa có vượt được. Nhưng mấy anh nhỏ nhỏ này thì chạy khá là thông hướng các bạn. Lên trên kia gồng gồng thì để xe vượt nha. Lách anh hai cabin nha các bạn. Quá cho bự rồi. Trời ơi, ghê vậy. Bây giờ anh lách vô trong nha. Cú lách đi vào lòng người đây. Đó, đó. Anh lạng ghê chưa. Khá ổn nha các bạn. Bây giờ anh hai cabin đang lên. Này xin nhìn anh cao to lực lưỡng quá trời nè. Anh hai cabin anh đang quan sát ở phía trước để mà từ từ đi qua nha các bạn. Đang từ từ nói chung là qua đây không có dội được nha. Chúc mấy anh luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đang lên ở sau lưng mình có chiếc ghe đang xuống. Ghe anh đang nạp qua phía bên kia các bạn. Ghe cẳng nha. Ghe thì đang xuống nước sôi các bạn ơi. Đang thả chớn các bạn. Cái bộ gà khói liêu ghiêu rồi. Nhìn phê thiệt chứ. Cũng đang canh cái gì đó. Ở đây thì mình bị khuất tầm nhìn nè. Dài cái nữa. Thâm hậu chưa. Như là có chiếc xuống các bạn ơi. Có chiếc xà lan xuống rồi. Đang nhường chiếc khẩm xuống. Mới có liều ghiêu thôi mà động cơ nghe khá là đã rồi các bạn.
hơn cái lái đang xuống nha.